Đây là sau cỡ 15 phút mình cho nó chơi không có mẹ. Bây giờ bồng mẹ nó vào rồi. Đó, mẹ nó ăn phân của con ạ. Thì bây giờ các con bú rất là mạnh. 1 tháng. Mấy ngày nữa là được 1 tháng thì bây giờ nó bú có thể nói là rất là mạnh. Bú mà một con mẹ không ngồi yên được, nó đứng mà vẫn bị bú. Bởi vậy nhổ trống chuồng là mỗi lần đi vệ sinh xong là con mẹ nó không dám vào chuồng nữa, nó sợ con quá. Nó đeo bù vậy đó. Mẹ rất là giỏi. Riêng cái giống Phú Quốc con này cực kỳ giỏi. Đó. Mà sạch sẽ. Nói chung là con mẹ nói là mình không thuộc than gì cả. Từ nhỏ đến lớn. Mấy con này thì ra đời lứa đầu nên là cũng chưa có kinh nghiệm. Nên là có một con hơi ốm. Đây. Con hơi ốm. Mình phải cho nó bú sữa ngoài. Đang cho nó bú sữa ngoài. Thì trong một đàn đông con là vậy đó. Những con mạnh thì nó sẽ là ạt con yếu đi, nó dần phân của con yếu đi. Đó. Con yếu ngay yếu dần vậy. Nên là thời điểm này mình bắt đầu cho nó uống sữa ngoài để tăng cường cho những con coi những con yếu. Thì về xin thông báo anh em thì bốn về này là mình đã hết hàng ấy. Con bạch thì 7 6 bạch thì giờ giữ 1 bạch là với một người lấy 1 bạch nữa con 5 4 bạch thôi. Thì anh em đặt cọc nhớ bắt cỏ thì nhớ đặt cọc hết để mình chuẩn bị tiêm mũi mũi hai mũi một sau mũi hai là mình chốt hàng và bắt đầu dừng nhận cọc. Rồi cảm ơn anh em.